Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đào Yêu Chiết Giang Sơn của tác giả Bạch Lộ Thành Song. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 66. Đào Hoa nhìn hắn bằng ánh mắt tò mò khi hắn tiến vào. Thẩm Tại Dã rất tự nhiên cười bỏ tà áo của nàng và kiểm tra vết thương trên vai. Đào Hoa nghiêng đầu nói, cố nương tử trong viện này xem như thế lực rất yếu, chưa từng chọn phe tần thị hay mạnh thị, nhưng vì sao ra ngay từ đầu đã định bỏ đi nàng. Thẩm tại giá cười khẽ, nàng sống ở nhà giàu, nhờ ánh sáng của phụ thân mới vào được phủ tướng ra. Giờ phụ thân nàng phạm sai lầm, sắp bị xử tử, ta tại sao phải giữ nàng lại để liên lụy phủ tướng ra? Đào Hoa hỏi tiếp, chuyện giả tạo ngân phiếu đã bị quan phủ biết rõ từ một tháng trước đúng không? Không, chỉ mới vài ngày trước đây điều tra ra. Vậy, tại sao hắn lại chuẩn bị sớm như vậy? Chỉ có hung thủ mới có thể biết trước ai đó sắp chết yên lành. Trên vết thương băng gạc bị mở ra, thầm tại giã thông thả thay thuốc và băng lại cho nàng. Hai ngày này ngươi không cần đi lại, cứ ở tranh xuân các tính dưỡng. Ta sẽ bận nhiều việc, buổi tối không về được. Đào hoa gật đầu, cảnh vương và hoàng đế nhất định sẽ tranh thủ thời gian kéo gần quan hệ, thầm tại giã sẽ phải ở giữa điều hòa, chắc chắn sẽ bận rộn nàng cũng tranh thủ để thanh đài đi dò hỏi tin tức bên ngoài. Việc làm tiền giả từ xưa đã có, nhưng do luật pháp nghiêm ngặt, dân thường không đủ năng lực cùng đường dây nên ngân phiếu giả thường phải thông qua quan viên. Cha của Cố Hoài Nhu là lang Trung Lệnh, quản lý công điện cảnh vệ võ tướng, nhưng vẫn tham lam, dính vào vụ làm giả ngân phiếu. Nếu không tham lam, sẽ không trúng kế, có báo ứng cũng không hoan uổng. Tuy nhiên, Đào hoa cảm giác cố hoài nhu không giống người tự mình làm việc này. Ai đó đứng sau điều khiển nàng. Sáng hôm sau, khi thầm tại giã ra cửa, tranh xuân các đón khách. Tần giải ngữ nhìn nàng với vẻ đau lòng, nương tử bị thương nặng thế này sao chưa khỏi. Đào hoa khờ giải đáp, tần nương tử xinh đẹp hơn ta, chắc không liên quan đến dung nhan mà liên quan đến lòng người. Tần thị sướng sờ, khẽ cười, nương tử nói rất đúng, cũng may cố thị sắp đi, ở lâu hai ngày không thay đổi được gì. Đào hoa tò mò hỏi, cố thị là người thế nào? Tần giải ngữ cười nhạo, nàng giả bộ thanh cao, trước mặt ra lại là yêu quái quyến rũ. Đào hoa nghe trọng điểm, cố thị và cha nàng rất giống nhau. Tần giải ngữ khinh thường, có cha thế nào, có con thế ấy. Nàng bị hưu là đáng đời. Đào hoa mím môi nghĩ, thầm tại giã thuận xương, nghịch phong, ai đứng đối diện hắn cũng không có kết quả tốt. Tần Giải ngữ cảnh báo, trong viện này, muốn sống sót không dễ, phải chọn cây đại thụ ôm vào. Đào Hoa kinh ngạc, nàng thấy Mai Tần căm thù nàng, nghĩ phải tìm cách tồn tại. Sau khi Tần Giải ngữ rời đi, Đào Hoa phân phó Thanh Đài đi kiểm tra ghi chép xuất nhập của phủ. Thanh Đài nhanh chóng mang về ghi chép, không có ai ra ngoài trước khi Cố thị sinh non. Buổi tối, Đào Hoa thấy Cố Hoài Nhu rơi lệ trong sân. Cố Hoài Nhu hối hận không nghe lời Đào Hoa dẫn đến tình cảnh như ngày hôm nay. Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Hoài Nhu quay đầu hét lên, là người nào? Khương Đào Hoa tháo mũ, bước vào, nhẹ nhàng, là ta. Cố Hoài Nhu nghi ngờ hỏi, nửa đêm ngươi tới đây làm gì? Có chuyện muốn nói với nương tử? Đào Hoa kéo tay nàng vào nhà chính. Cố Hoài Nhu xúc động khóc, ta không muốn giết ngươi. Đào Hoa cười, ta biết, nếu không ta không tới đây. Ta cảm ơn Cố hoài nhu nức nở, nhân tình ấm lạnh, ai dám đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi. Đào hoa bật cười, nếu ngươi đã không có ý xấu, tại sao ngươi còn nhảy xuống thuyền hải ta? Là ta ngốc, cố hoài nhu nhắm mắt, nếu có cơ hội, ta sẽ theo nương tử, không làm mấy chuyện ngu xuẩn. Vậy ngươi có thể nói thật cho ta biết, chuyện này ai đứng sau? Cố hoài nhu dương mắt, nương tử làm sao biết không phải ta? Rất đơn giản, người của ngươi không ra ngoài, làm sao mua được sát thủ đào hoa bĩu môi phủ này không có bổ câu cố hỏi nhu kinh ngạc đúng vậy có sổ ghi chép xuất nhập ta có thể chứng minh người nghỉ một lát đi đào hoa lắc đầu loại chứng cớ này chỉ có người tin ngươi mới tin không thuyết phục được kẻ không tin cố hỏi nhu cứng đờ quay đầu lại ra không tin ta ngươi chẳng lẽ không nhìn ra đào hoa thở dài từ khi phụ thân ngươi chống đối hắn hắn đã không hoàn toàn tin ngươi nữa rồi chương 67 Ngươi, cố hỏi nhu rất muốn phản bác lại Khương Thị, cô ấy mới vào phủ chưa được bao lâu. Từ đâu mà có tự tin đưa ra kết luận như vậy kia chứ? Nhưng sau khi tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ kỹ hơn, những điều nàng nói dường như đều đúng. Từ lần trước khi phụ thân của nàng chống đối tướng ra, hắn bắt đầu ít đến viện tử của nàng. Ở tướng phủ này có muôn hồng nhìn tía, muốn tranh thủ tình cảm không chỉ cần tự thân mà còn cần có gia thế địa vị phía sau tướng gia mặc dù không phải là người trọng quyền thế nhưng cũng sẽ không thích có người đối nghịch với hắn phụ thân đắc tội với hắn còn trông cậy tướng gia sủng ái và tín nàng nhiều như trước sau nàng cảm thấy chán nản trở lại ngồi bên cạnh đào hoa cố hoài nhu nói ta hiểu rồi chân tướng là gì đã không còn quan trọng quan trọng là gia không muốn giữ ta lại đúng vậy đào hoa gật đầu nhìn nàng hỏi vậy ngươi muốn ở lại đây sao đương nhiên là muốn liếc nhìn nàng một cái cố hoài nhu mím môi nếu ta thực sự ra khỏi phủ ta sẽ không có kết cục tốt đẹp gì vậy ta sẽ cho ngươi một phương pháp có lẽ ngươi và cố gia còn có một đường sống đào hoa khẽ mỉm cười nhìn nàng nói lúc này ngươi có nguyện ý tin ta không nghi ngờ nhìn nàng cố hoài nhu mím môi không phải ta không muốn tin ngươi nhưng ngươi có lý do gì để giúp ta hôm nay tần nương tử đã đến tìm ta đào hoa nói ý của nàng là khuyên ta đầu nhập vào phía phu nhân để có thể yên ổn sống trong phủ những mày cố hoài nhu lắc đầu lời của nàng ta không thể tin ta chính là bị nàng lừa a à, đào hoa hỏi nàng ta lừa ngươi như thế nào nàng gạt ta nói mạnh thị vì bị hưu mà tự tử, tử trên người ta gánh một mạng người mấp máy môi cố hoài nhu tức giận nói cũng không biết nàng từ đâu biết được việc mang thai của ta là giả mượn chuyện đó uy hiếp ta lừa ta dẫn ngươi ra khỏi phủ, nói là không muốn ngươi bồi ra đi săn bắn mùa xuân. Ta làm theo lời nàng, ai ngờ nàng lại muốn giết ngươi, sau đó lại còn đổ tội cho ta. Lợi hại như vậy, Khương Đào Hoa kinh ngạc, nàng nhìn không giống người thông minh như vậy. Người không thể nhìn bề ngoài, cố hoài nhu nghiêm túc nói, vô luận thế nào, lời của nàng, nương tử ngàn vạn đừng tin, không chừng nàng lại đào hố chờ ngươi. Ta biết rõ, cho nên mới đến giữa đêm để kéo ngươi. Đào hoa cười, trong mắt trong suốt, một thân một mình không phải chuyện tốt, hiện thời mạnh thị đã không thể trở lại, nếu ngươi cũng ra khỏi phủ, phủ này chỉ còn tần nương tử độc đại. Trong tình huống này, ta nếu không quy thuận nàng cùng phu nhân, ngày tháng nhất định không được yên ổn. Dù quy thuận, các nàng cũng chưa chắc sẽ để ta sống an ổn. Đây là lý do ta giúp ngươi. Cố hỏi nhu kinh ngạc nhìn nàng, nương tử thật thông minh đào hoa vào phủ chưa tới hai tháng, lại đem những chuyện này nhìn rất thấu đáo. Ta chỉ là am hiểu bảo vệ tính mạng mà thôi. Đào hoa nhìn nàng, người ở lại, đối với ta hữu ích chứ không có hại. Cho nên biện pháp của ta, người có muốn nghe không? Trong phòng yên tĩnh một lúc, cố hoài nhu nhìn cô gái này. Trên người nàng không có nửa điểm tính công kích, ôn hòa mềm mại như con thỏ, nhưng đầu óc lại rất thanh tỉnh thông minh, rất đáng tin. Ra động tâm với nàng, không phải là không có lý. Ngươi nói đi, nàng nói, nếu là hợp lý, ta nhất định toàn lực làm theo ngươi. Nhẹ thở phào mút hơi, đào hoa ngoắc tay ý bảo nàng kê tai đến, sau đó nói nhỏ một lúc. Thẩm tại giã đang ở ngự thư phòng, yên tĩnh quan sát cảnh vương cùng hoàng đế cãi nhau. Phụ hoàng, ngài khi trước ở kinh đô nha môn công thẩm, đã để thiên hạ dân chúng cảm thấy ngài trí công vô tư, quả thật là một bậc minh quân nhưng bây giờ du vương đệ phạm phải sai lầm rất lớn ngài vì sao vẫn muốn thiên vị đệ ấy hoàng đế trầm mặt nói chấm phạt hắn đóng cửa ba tháng tương đương với giam cầm hắn mà ngươi nói như vậy coi như là thiên vị nhưng lần trước án tham ô ngài phán là chấm phán là cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đập tay một cái mạnh lên bàn hoàng đế giận đứng lên trừng mắt nói ý ngươi là nếu không giấu vết phạm tội thì cho dù là chấm cũng phải đi lên đoạn đầu đài trong lòng nhảy dựng, cảnh vương vội quỳ xuống, cao mày nói, nhi thần không có ý này. Nhưng nếu định quan viên tội nghiêm trọng, dù vương đệ lại sống sung sướng giam cầm trong phủ, khó tránh tâm tư của toàn bộ văn võ bá quan cảm thấy lạnh giá. Hoàng đế híp mắt nhìn, trong lòng đại chấn, ngươi nếu không lấy được tính mạng của hoàng đệ ngươi thì sẽ không cam lòng sơ sao. Vô ngân, lòng ngươi khi nào trở nên ác như vậy? Nhưng hắn là đệ đệ ruột của ngươi. Dù vương quỳ không lên tiếng, cảm thấy chỉ có mục vô ngân lần này vì cái trước mắt, quá không sáng suốt. Vốn là phụ hoàng còn tức giận hắn phạm sai lầm, hiện tại hoàn toàn biến thành tức giận cảnh vương. Bên cạnh thầm tại giã không có ý sẽ ngăn cản. Trong ngự thư phòng tiếng gầm không dứt chờ thầm tại giã xem diễn đã đủ, tiến lên điều hòa vài câu, du vương xử trí cũng định ra rồi như cũ là giam cầm ở trong phủ ba tháng. Cảnh vương rất bất mãn nhưng không có cách gì, chỉ có thể trong ba tháng, đem thế lực triều đình của Du Vương làm cho từng bước tan rã. Thẩm tại giã thoải mái nhàn nhã đón xe chuẩn bị trở về phủ, nhưng trên đường có người ngăn lại nói. Tướng ra, một gã sai vặt kho người đến bên cạnh xe, cung kính nói, lang trung lệnh đại nhân ở bên trà lâu, thỉnh thừa tướng rời bước. Lang trung lệnh, cố thế an, thẩm tại giã cười nhạo, ta phải lập tức về phủ, không thể uống trà lúc này được. Đại nhân, gã sai vặt kéo cương ngựa, đưa tay vào xe tiến một phong thư cố đại nhân thành tâm mời kính xin thừa tướng nhìn kỹ một chút quét vật kia một cái thẩm tại giã sững sờ đưa tay nhận lấy cẩn thận xem trên phong thư đầu liền ba chữ thư thỉnh tội đây là tình huống gì thẩm tại giã nhíu mày vén rèm lên liền xuống xe hướng trả lâu đi đến thẩm thừa tướng cố thế an thay đổi vẻ kiêu căng trước kia đi lên liền hướng hắn hành đại lễ giữa lông mày đầy vẻ sám hối hạ quan có tội đặc biệt hướng thừa tướng thỉnh tội, nguyện tự từ chức lang trung lệnh, đổi thành một tiểu quan. Quay đầu nhìn mặt trời, thầm tại giã cười, đại nhân hôm nay đến đây là thế nào? Chả lâu không có người, cố thế an quỳ xuống, hạ quan trước kia không hiểu chuyện, hiện thời đại họa lâm đầu, mới biết thừa tướng mới là lương thần, không cầu giữ quan chức này, nhưng chỉ cầu xin thừa tướng cứu cho mạng của toàn gia. cúi đầu nhìn hắn, thầm tại giã một lần hoài nghi người nọ là bị cái gì kích thích trước kia cô Thế An ở đâu có thể ăn nói khép nép cùng hắn. Giả tạo ngân phiếu chuyện này còn không tra được trên đầu hắn, làm sao bối rối như vậy. Ý tưởng của hắn cũng thật quá tốt, từ chức lang trung lệnh, lại chính mình đi nhận chức tiểu quan. Như vậy thì các giao thiệp trong tay đều giao ra những chức nhân mới nhận. Khoản này mua bán đúng là không thiệt, còn giảm không ít những việc phức khác. Đại nhân có chuyện mời ngồi xuống nói, thẩm tại giã nâng hắn đến ghế ngồi nhu hòa sắc mặt mà nói, trước kia không thể cùng đại nhân thổ lộ tình cảm, là tiếc nuối của thẩm mỗ. Hiện thời đại nhân đã tình ngộ ra mọi chuyện, thẩm mỗ nguyện ý hỗ trợ ngài. Cố thế an lau mồ hôi trên chán, gật đầu nhẹ, nghĩ thầm hoài nhu thật không lừa gạt hắn, một chiêu này thật sự rất hữu dụng. Nếu là bình thường, hắn chắc chắn sẽ không nghe lời hoài nhu, nhưng gần đây nhiều nơi gây ra rủi ro, hoàng thượng định mảnh thái phó tội danh tham ô. Nếu lửa đốt đến trên người hắn, đó cũng là gặp nạn với kết cục giống vậy. Hoài Nhu vừa vặn bị hưu trở lại, hắn cho dù có mốc, cũng biết thầm thừa tướng muốn chặt đứt quan hệ, để cho hắn tự sinh tự diệt. Với tình hình hiện tại thì phải bất chấp hết mặt mũi, có biện pháp gì thì cũng phải thử qua mới biết được. Có tin là thừa tướng đã có chứng cứ việc hắn làm giả ngân phiếu tham ô. Nếu đúng là vậy, thì quy phục thầm tại giã chính là phương pháp bảo vệ tính mạng. Hắn lần đầu cảm thấy nữ nhi gà đi có tác dụng hai người ở trà lâu nói chuyện rất lâu, thầm tại giã trong mắt vui vẻ càng ngày càng nhiều, cuối cùng đứng lên, vậy thì đa tạ đại nhân. Vất vả cho thừa tướng, hạ quan nào dám nhận tiếng đa tạ. Cố Thế An chắp tay hành lễ, cung kính đưa thầm tại giã xuống lầu. Lên xe ngựa, thầm tại giã thu lại nét cười trên mặt, ánh mắt thâm trầm nhìn trầm trầm nơi nào đó, khẽ hí mắt. Nếu hôm nay cô Thế An không quy phục, thì tối đa là nửa tháng chắc chắn hắn cũng sẽ bị kéo vào vụ tham ô đại án mới nhất. Nhưng này cô đại nhân giống như được ai chỉ điểm, ngoan ngoãn tìm đến hắn mà nhờ vả. Hơn nữa nói điều kiện đều phù hợp tâm ý của hắn, hắn ban đầu định dùng vị trí lang trung lệnh để nâng đỡ người của phía mình. Nếu cô Thế An đồng ý lập tức từ chức, đổi được tín nhiệm của hắn thay thế, đối với việc này đúng là có lợi không hại. Ai sẽ hiểu rõ hắn đến như vậy. Xuống xe ngựa bước vào phủ còn chưa đi hai bước, gặp Việt Đào ở ôn thanh các đến, quỳ trước mặt nói tướng ra. Chủ tử nhà ta hoan uổng, đã tìm được chứng cớ chứng minh nàng trong sạch. Đôi lông mày nhảy dựng, thầm tại giã liếc nhìn nàng, chứng cớ gì? Giả dạ chính là ghi chép ra vào của tướng phủ, có thể chứng minh chủ tử nhà ta không có cơ hội mua kẻ giết người. Đại phu ban đầu nói chủ tử nhà ta mang thai cũng tìm được, hắn cũng đã công khai, nói là thu bạc từ người khác, cố ý lừa chủ tử nhà ta thỉnh tướng ra đi ôn thanh các xem qua. Chưa đến hai ngày, cố hoài như vậy mà đã tìm được đường sống. Thẩm tại giã hy mắt, nghĩ nghĩ một lát, có ý định xem một chút. Mai chiếu tuyết cùng tần giải ngữ sớm tinh mơ đã ở ôn thanh các, vừa thấy hắn vào, tần giải ngữ tiến lên nói, ra. Ngài không phải nói sẽ không tạm biệt cố thị sao. Cuối cùng là cùng giường chung gối. Thẩm tại giã nghiêm mặt, nghe có chứng cơ chứng minh nàng hoan uổng, ta liền cũng muốn xem. Lấy đâu ra chứng cứ kia chứ, đều là nàng nói mừa. Tần giải ngữ tức giận chỉ người đại phu trong phòng, này căn bản không phải đại phu lúc trước trần đoán bệnh, cố thị tùy ý mua chuộc người ta rồi lại muốn lừa ngài. Nhìn đại phu, thầm tại giã tò mò hỏi, người biết đây không phải đại phu lúc trước trần đoán bệnh. Ta nghe nói vị đại phu ban đầu kia chỉ có cố thị gặp qua, hắn còn không kịp thu bạc đã liền bỏ đi, người làm sao nhận ra hắn. Tần giải ngữ sướng sờ cúi đầu nói, tiếp cảm thấy hắn không giống. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 68. mày chiếu tiết nhẹ nhàng trách móc một tiếng, nhìn sắc mặt của thầm Tại Dã, thấp giọng nói, ngươi chưa từng gặp qua, sao lại cảm thấy không giống? Mặc dù trước đây Cố thị đã vu cáo ngươi, nhưng ngươi cũng đã lớn thêm một tuổi, sao lại có thể nhỏ nhen như vậy mà so đo với tỉ muội. Cố hỏi nhu mím môi, nhìn họ cười khẽ một tiếng, ra đến chỗ ta ôn chuyện nói cái gì cũng không thể hỏi, trước hết hãy xem vở kịch hay này, quả thật là rất náo nhiệt. Thẩm tại giã nhíu mày, liếc nhìn tần thị một cái, có chút không vui nói, nếu không có việc gì, người cũng không cần ngây ngốc ở đây, mau đi ra ngoài đi. Tần giải ngữ sướng sờ, vội vàng lui về một bên, quỳ gối nói, là thiếp nhất thời tức giận, thiếp biết sai rồi. Thân thể dừng lại, tần giải ngữ vô thức liếc nhìn mai chiếu tuyết một cái. Thấy nàng thần sắc bình tĩnh, không có phản ứng gì, liền bất đắc dĩ thuận thế hành lễ rồi lui ra ngoài. Thẩm tải giã nhìn nàng vài lần, như đang do dự rồi vẫn nhận lấy đồ, xem xét kỹ. Mai chiếu tuyết nhíu mày, không hiểu tướng ra là thế nào, dựa theo thái độ quyết liệt trước đây muốn bỏ cố thị mà xem. Hôm nay không nên đến đây ôn chuyện, lại càng không nên nhận đồ nàng đưa. Cố Hoài Nhu cung cấp chứng cứ đều xem như đáng tin, nhất là lời khai của đại phu, dù sao lúc trước chỉ có cố hoài nhu cùng khương đào hoa gặp qua đại phu này người khác dù là ai cũng không thể nói đại phu này là giả khương đào hoa ra chủ ý này cực kỳ tuyệt vời dễ dàng rửa sạch tội lỗi trên người nàng chỉ cần bồi thường một chút cho đại phu là được hiện tại mấu chốt là xem tướng gia có nguyện ý giữ nàng lại hay không trong phòng rơi vào im lặng mai chiếu tuyết cũng lén quan sát vẻ mặt của thầm tại giả, đoán xem tâm tư của hắn nhưng nàng không thể nhìn thấu hắn từ khi gả đến giờ, nàng đã nhìn thấu rất nhiều người, chỉ riêng vị tướng ra lợi hại này là không thể hiểu được. Hắn đang suy nghĩ gì? Sẽ làm gì tiếp theo? Nàng chưa bao giờ đoán đúng. Thật lâu sau, thầm tại giã thần sắc dịu lại, ngẩng đầu nhìn cố hoài nhu nói, vậy là ta hôm đó quá mức kích động, đã oan uổng ngươi rồi. Cố hoài nhu mừng rỡ, vội vàng quỳ xuống hành lễ, nức nở nói, thiếp không oan uổng, thiếp thật sự đã làm sai, cam nguyện chịu phạt chỉ cần ra còn cho thiếp ở lại phủ mai chiếu tuyết nhíu mày ra ngài đã thông báo cho cố ra hưu thư cũng đã chuẩn bị chuyện này nếu là oan uổng nàng thì hưu thư đó trở thành vô hiệu thẩm tại giả thản nhiên nói tội của nàng cũng không nghiêm trọng đến mức đó về phần cố ra người đi thông báo một tiếng giải thích tình huống rõ ràng chắc hẳn cố đại nhân cũng sẽ rất vui mừng mai chiếu tuyết mím môi cúi đầu hành lễ thiếp hiểu người sắp chết đuối mà lại tìm được cây cỏ cứu mạng, cứ như vậy mà bò lên bờ. Mai chiếu tuyết trong lòng không thoải mái, càng cảm thấy ra có chút thay đổi, sao lại trở nên mềm lòng như vậy. Phạt cố thị đóng cửa suy ngẫm 10 ngày, thẩm tại giã nhấc chân hướng về tranh xuân các đi đến. Mở cửa chính của tranh xuân các, một con tiểu hồ ly cười tùm tìm chạy tới, hai tay ôm lấy hắn, ngửa đầu nói, ra, thiếp chuẩn bị rất nhiều món ngon, ngài mau tới nếm thử liếc nhìn nàng một cái, thầm tại giã sắc mặt trở nên rất khó coi. Không để ý đến vẻ mặt khó coi của hắn, đào hoa ôm lấy lấy hắn kéo vào trong nhà, vừa đi vừa nói, bên trong có tổ yến, chè hạt ý dĩ, bánh mai hoa, bánh thất xảo chân châu, thiếp nghĩ ngài chắc chắn sẽ thích ăn. Thầm tại giã tức giận nói, người cho rằng chỉ cần đồ ăn ngon là có thể xua đuổi ta sao. Già đầu trở nên căng thẳng, đào hoa rè rặt liếc nhìn hắn một cái, mặt mũi tràn đầy vô tội, ra đây là sao? Giống như ngài đang giận thiếp vậy, thiếp đã làm gì sai sao? Vậy để ta kể chuyện cho ngươi nghe, thẩm tại giã nhếch miệng cười, chuyện xưa tên gọi, giả ngu tiểu hồ ly bị sói ăn sạch không còn gì. Đào hoa nhíu mày, tên này quá dài, nghe cũng không phải là chuyện hay, ra cứ ăn điểm tâm trước đi đã. Khương đào hoa, thẩm tại giã trầm mặt, không kiên nhẫn cùng nàng vòng vo, ta nhớ đã nói rồi, nữ nhân trong hậu viện, nên yên lặng ở hậu viện, không cần vọng tưởng nhúng tay vào việc triều đình. Đúng là gia đã nói qua, thiếp đều ghi nhớ trong lòng. Đào hoa nghiêm túc nói, một chữ cũng không dám quên. Phải không, thẩm tại giã diễu cợt, vậy ngươi giải thích xem, hôm nay cố thị là thế nào? Ta không tin người lúc trước còn bệnh tâm thần, trong thời gian ngắn như vậy lại tìm được chứng cứ, lập tức xoay chuyển tình thế tốt như vậy. Gia nói như vậy, xem thiếp là thần tiên vạn năng sao đào hoa che miệng cười, cố thì tìm được chứng cứ thì liên quan gì đến thiếp. Hơn nữa, lui một vạn bước mà nói, cho dù có liên căn thì cũng có gì lớn lao, có liên quan gì đến việc triều đình. Ngươi là người hiểu rõ ta nhất, thầm tại giã đưa tay, kéo nàng đến ngồi trong lòng mình, đôi mắt sắc bén nhìn sâu vào mắt nàng, thấp giọng nói, đồng thời, ta cũng là người hiểu rõ ngươi nhất. Hôm nay cô thê An hành xử rất khác ngày thường, cố hoài nhu cũng khác thường, nếu không có ngươi tương trợ bày kế, Ta không tin bọn họ có thể tự nghĩ ra. Đào hoa lấy hai tay nâng má hắn, vui vẻ nói, nguyên lai thiếp ở trong lòng ra có vị trí trọng yếu như vậy, thiếp thật sự quá vui mừng. Trong phòng một trận yên tĩnh, ánh mắt của thầm tải giã càng ngày càng không có chút thiện cảm. Mồ hôi lạnh ướt đẫm sau lưng siêm y đào hoa, dưới ánh mắt của hắn, đào hoa cuối cùng cũng phải đàng hoàng chắp tay sau lưng nói thiếp biết sai rồi. Người làm sao mà làm được như vậy? thẩm tại giã nhíu mày, cố thế an không phải là người dễ thuyết phục như vậy, huống chi lại thuyết phục được triệt để không có kẽ hở. Chuyện này rất đơn giản, dè dặt liếc hắn một cái, đào hoa nói, ra trước hãy bảo đảm sẽ không trách tội tiếp, tiếp mới dám nói tiếp. Còn dám cùng hắn đòi điều kiện, thẩm tại giã hí mắt, nhìn về mặt rất sợ chết của nàng, cắn răng nói, không trách ngươi, ngươi mau nói đi. Cố đại nhân là người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cũng không phải trung thần gì, nhưng hắn lại có chút tự phụ từ biểu hiện của cố phu nhân mà xem hắn ở nhà có lẽ rất trầm lặng không quản việc trong nhờ nhưng trên triều đình hắn lại dám chống đối với tướng gia nên thiếp nghĩ hắn như thế nào cũng nên có đảm lượng và giải thích của chính mình nếu không có đủ chân thì chắc chắn đứng không vững thiếp suy đoán cố đại nhân này có lẽ biết tính kế nhưng chưa chắc tính kế được tốt bao nhiêu người như vậy tự nhiên sẽ không nghe lời nữ nhi của mình trừ phi để hắn ý thức được tình huống của mình đã rất nguy cấp. Thiếp ra chú ý cho cố nương tử, làm cho nàng viết thư về tỏ rõ ra sẽ từng bước giết chết hắn, kèm theo là ngân phiếu giả bị cố phu nhân xé nát. Bởi như vậy, đợi chút, thầm tại giã nhíu mày, tỏ rõ cái gì. Đào hoa rụt cổ lại, nuốt nước miếng nói tiếp, thiếp nói bừa, chỉ là để hù dọa cố đại nhân một chút. Nàng lấy ra ta xem một chút, đã ở chỗ cô đại nhân. Vậy ngươi đọc lại một lần đi đào hoa ngẩng đầu nhìn trời thiếp quên mất rồi nàng không ngốc thực sự đem những thứ đó cho thầm tại giã xem không bị bóp chết mới là lạ mặc dù hiện tại vị gia này sát khí rất nặng nhưng nàng vẫn còn cơ hội nói chuyện không phải sao ra xem kết quả là được rồi xem quá trình làm gì cười hắc hắc nàng đưa tay bóp vai cho thầm tại giã thật sự diệt trừ đối thủ biện pháp là biến hắn thành người có thể sử dụng cho ngài giết chết đối phương là cách xử lý ngô xuẩn nhất gia cảm thấy thế nào ta cảm thấy ngươi hết sức thông minh. Thẩm tại giã thản nhiên nói, thông minh đến mức không dám để lại ở hậu viện tướng phủ. Trong lòng nhảy dựng, đào hoa vội vàng nói, gia thình hãy tin tưởng tiếp, thiếp tuyệt đối không nhúng tay vào việc triều đình. Chỉ là muốn cứu cố thị mà thôi. Cứu nàng ta để làm gì? Thẩm tại giã ngầm đầu, một mình ngươi không đủ chống đỡ với đám người này sao, lại còn cần đến trợ thủ. Ai lại không muốn có thêm nhiều người giúp mình? Đào hoa mím môi, gia tâm tư thay đổi liên tục, không chừng khi nào đó thì không còn yêu thiếp thân nữa, chẳng lẽ không được phép thiếp kết giao bằng hữu trong viện này? sắc mặt âm u, thầm tại giã cúi đầu không nói thêm gì. trong phòng bầu không khí trong nháy mắt trở nên trầm trọng. đào hoa vô lực thở dài, nhỏ giọng nói thầm: ra có phải mỗi qua một đoạn thời gian liền muốn giết thiếp không? đây quả thực giống như chu kỳ nguyệt tím của nữ nhân vậy. ngẩng đầu, trừng mắt nhìn nàng, hắn đứng dậy thản nhiên nói ngươi thật sự là quá ngu ngốc ra ngài không ăn điểm tâm sao đào hoa nháy mắt thẩm tại dã không đáp lại nàng vung tay áo đi ra ngoài thành đài đứng ở một bên lòng bàn tay đầy mồ hôi chờ thẩm tại dã vừa ra khỏi cửa liền chạy đến bên cạnh đào hoa nói chủ tử ngài cần gì phải làm như vậy cứu cố thị lại đổ thêm rắc rối vào mình có gì quan trọng sao đào hoa nhún vai sớm muộn gì cũng phải đối mặt Ta không thể giả ngu cả đời, hắn cũng sẽ luôn phòng bị ta. Bây giờ có thể may mắn có người đứng về phía mình, không phải là rất tốt sao. Nhưng, thành đài mím môi, cảm thấy hết sức đáng tiếc, vốn là ra rất sủng ái chủ tử nhà mình, hôm nay thậm chí ngay cả điểm tâm cũng không ăn liền phất tay áo bỏ đi. Người yên tâm chút đi, đào hoa phất tay, thư thả nằm trên giường êm, không có gì đáng ngại cả đâu. Thẩm tại giả đối với nàng, cũng chưa bao giờ thật lòng sủng ái chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Ở những lúc không có sự sủng ái như vậy, nàng còn có thể nghỉ ngơi thật tốt. Huống chi, những ngày tiếp theo, thầm Tại giá cũng không thể tiếp tục sủng ái nàng. Với mối quan hệ ngày càng chặt chẽ với Cảnh Vương, tình thế trong hậu viện này còn sẽ tiếp tục biến đổi. Thẩm Tại Dã vào thư phòng, ngồi trên ghế nhíu mày trầm tư. Trạm Lô đứng bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, "Chủ tử, muốn dùng bữa không?" "Ta không đói bụng." Ngẩng đầu lên, thầm tại giã nhìn về phía chạm lô, người đã theo mình nhiều năm, đột nhiên hỏi, chạm lô, người biết ta đang suy nghĩ gì không? chương 69 Chạm lô sướng sờ trước câu hỏi đột ngột của chủ tử, cẩn thận nhìn vào mắt hắn, nô tài lại không phải là con run trong bụng ngài, làm sao biết được ngài đang nghĩ gì? Vậy ta hỏi ngươi câu khác, Thẩm tại giã mím môi, hôm nay ta tha cho cố thị, ngươi có biết là tại sao không? Chuyện này, nô tài đâu có thể đoán được ý tưởng của chủ tử. Chạm lô cúi đầu, nô tài chỉ làm theo lệnh của chủ tử mà thôi. Đi theo hắn nhiều năm như vậy mà vẫn không hiểu được tâm tư của hắn, vậy Khương Đào Hoa, nữ nhân này chỉ mới vào phủ hơn một tháng, làm sao lại hiểu được kia chứ? Là hắn sơ suất quá sao, gần đây cùng nàng quá thân cận, nên bị nàng tìm được sơ hở. Tình huống này không tốt, nếu nàng có thể tìm ra, thì người khác cũng có thể. Nhiều năm tính toán như vậy, không thể bại dưới tay một nữ nhân. Nhắm mắt lại trầm tư, thầm tại giã thấp giọng nói thôi, ta phải vắng vẻ nàng một thời gian. Chạm lô sướng sờ, mờ mịt nhìn chủ tử, nhất thời không hiểu nàng trong lời hắn là ai. Hậu viện muôn hồng nhìn tía, một nhóm được sủng ái, sẽ có nhóm thất sủng. Nhưng phong thủy luân truyền, trong viện yên lặng đã lâu, giờ là cơ hội của mấy người phụ nhân khác. Lang hàn viện, mai chiếu tuyết ngồi sau bàn, vẫn loay hoay với trà cụ, những chuyện phiền muộn hôm nay khiến nàng không thể thả lòng. Phu nhân, tần giải ngữ ngồi bên cạnh nói, thiếp thật không hiểu, ra vì sao lại tha cho cố thị. Người hỏi ta, ta biết hỏi ai, mai chiếu tuyết không vui nói, ra tâm tư khó đoán, có lẽ nhất thời lại mềm lòng, dù sao cố thị cũng hầu hạ ra nhiều năm. Nhưng mà điều này không tốt cho chúng ta, tần giải ngữ nhíu mày, cố thị biết rõ chúng ta muốn đối phó Khương Đào Hoa, lỡ nàng đi cáo trạng. Nàng đi cáo trạng cũng vô dụng, Mai Chiếu Tuyết đưa tay châm trà, không có chứng cứ, ra sẽ không tin nàng ta. Cố Hoài Nhu cùng lắm là nói cho Khương Đào Hoa biết, không biết Khương Thị có tin hay không. Dù tin, có thể làm gì được chúng ta. Tần giải ngữ nhấn nhấn huyệt thái dương, nói, ngài không phải muốn nàng đầu phục chúng ta sao? Như vậy, nàng sẽ không chịu nữa sao? Nàng vốn không định đầu phục chúng ta. Mai Chiếu Tuyết cười, Khương Thị là người cơ chí, nàng ta nếu muốn quy phục thì sớm đã làm rồi, chứ không cần chờ đến bây giờ. Nói cũng đúng, Khương Nương Tử trông ngốc hề hề, nhưng làm việc chính thì không bao giờ ngốc, nàng ta rất khó đối phó. Tần giải ngữ thở dài, lần này chúng ta nên làm gì? Có thể làm gì nữa kia chứ? Mai Chiếu Tuyết nhìn nàng, ngươi đừng có mãi lo đối phó người khác, nên lo làm sao để ra sủng hạnh ngươi lần nữa. Sân nhỏ của ngươi cũng hoang vu lâu rồi. Tần thị ngồi thẳng người, nhỏ giọng thiếp vẫn đang cố gắng. Chỉ là ra trước kia thích ta, giờ lại không thích, ta cũng không biết làm sao lấy lòng được. Vậy thì tốn thêm chút tâm tư, Mai Chiếu Tuyết nói, hiện thời mạnh thị không còn, sân ngươi chỉ còn một mình ngươi làm chủ, tình huống tốt vậy, nếu còn đoạt không nổi thì cũng khó nói. Vâng, tần giải ngữ trong lòng không yên, vẻ mặt sầu dĩ, điểm châu từ ngoài đi vào nói, chủ tử. Ra đi hướng hải đường viện ngài mau về. Cái gì? Tần giải ngữ lập tức đứng dậy, vui mừng nhướng mày nhìn Mai Chiếu Tuyết. Mai Chiếu Tuyết che miệng, cười, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Mau đi thôi. Vâng, tần giải ngữ nâng váy chạy ra, cười hỏi Điểm Châu, ra sao đột nhiên tới chỗ ta? Nô tỳ không biết, Điểm Châu cười, chắc ra nhớ ngài, cũng lâu rồi không đến sân nhỏ chúng ta. Tần giải ngữ vuốt vuốt mặt, về hải đường viện, sửa lại trang dung và siêm y, xong xuôi hết mới vào. Thẩm tại giã tâm tình mãi không tốt, hắn ngồi nhìn bàn trống, trong mắt ám quang lưu truyền, không biết là nghĩ gì. Ra, tần giải ngữ trở lại, cung kính hành lễ, không nghĩ ra đến, làm ngài đợi lâu. Không sao, nhìn nàng, thầm tại giã mím môi, người có chút điểm tâm nào không? Tần giải ngữ sướng sờ, vội hỏi, ra muốn ăn điểm tâm gì? Thiệp lập tức bảo người làm. Thầm tại giã nhìn bàn chốc lát, thản nhiên nói, tổ yến, chè hạt ý dĩ, bánh mai hoa hương, bánh thất xảo chân châu. Dạ, ra chờ một chút, tần giải ngữ quay đầu ra ngoài phân phó nha hoàn. Hải đường viện giống như tranh xuân các, đều là sân của nương tử, nhưng không biết vì sao, hắn ngồi đây, cảm giác lại trống rỗng, phòng cũng như lớn hơn. Gần đây ta vắng vẻ ngươi, đêm nay ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Thẩm tại giã nói, ngươi chuẩn bị đi. Tần giải ngữ vui mừng, vội che miệng, thiếp hiểu, vậy tối nay ra sẽ cùng ăn tối tại đây chứ? Ừ, thiếp lập tức bảo người an bài. Đây là chuyện tốt, không cần nàng thu hút sự chú ý của ra, ra đã tự đến. Cơ hội này nhất định phải nắm chắc. Trong phòng chỉ còn thầm tại giã và chạm lô, thầm tại giã buồn bực không nói, chạm lô lặng lẽ nhìn hắn, nhỏ giọng nô tài hình như mới hiểu chủ tử đang nghĩ gì. Ân, thân thể cứng đờ, thầm tại giã ngẩng đầu, ta đang nghĩ gì? ngài nghĩ đến Khương Nương Tử, chạm lô khẳng định, ngài ở tranh xuân các quá lâu, đến chỗ khác lại cảm thấy không quen. Thẩm tại giả, hắn nghĩ nàng làm gì, chạm lô đoán mò, có chút không quen thật, mấy ngày này hắn quen nhất là mở cửa ra có người nhào tới, cũng không trách nàng, ngược lại dưỡng thành tật xấu bất cứ lúc nào cũng mạnh miệng. Hắn tức giận nhưng lại không nghĩ phạt nàng, cảm thấy không khí trầm lặng ở phủ thừa tướng, nhờ nàng đến mà có chút thú vị, nhưng nếu muốn bơi lâu dài, không nên thích gió mát sấy khô xiêm y, nếu không còn bơi thế nào. Hắn biết, nếu qua thân cận sẽ ảnh hưởng phán đoán của hắn, cho nên mặc dù có đầy sân nữ nhân, nhưng hắn chưa thực sủng ai. Nhưng Khương Đào Hoa là ngoại lệ, nàng là người duy nhất mà hắn ngoại lệ phóng túng. Hắn nghĩ nàng sẽ không sống lâu, nhưng lại không nghĩ nàng sống đến giờ, thật sự đúng là ảnh hưởng đến hắn. Thẩm tại giã nhắm mắt lại cười khẽ, hắn cũng không phải thần, chỉ là người phàm, người phàm cũng có tình cảm, không thể tiêu trừ hết dục vọng con người được. Nhưng, hắn có thể khống chế. Tranh Xuân Các, đào hoa xem danh sách, thanh đài nhíu mày vào nói, đêm nay ra ở hải đường viện. Ừ, đào hoa không ngẩng đầu, tiếp tục xem. Ngài không có cảm giác sao? Thanh đài không vui cọ đến nàng, tần nương tử tính kế qua ngài, cố nương tử không nói sao. Gia thông minh, chưa chắc không biết những nữ nhân có lòng dạ độc ác, nhưng hắn vẫn... Thanh đài, đào hoa thở dài, ngừng nhìn nàng, ta hỏi ngươi, ngươi đi chợ mua rau, bán món ăn nói rau bị sâu ăn, ngươi còn mua không? Thanh đài sướng sờ, không phải chính mình ăn, rau bị sâu ăn nghĩa là rau đó tươi. Không kết luận, đào hoa cười khẽ, hậu viện nữ nhân lòng giả độc ác, không dùng để đối phó với thẩm thừa tướng, hắn sao để ý? Nói vậy nghĩa là sao? Thanh đài không hiểu, bên ngoài truyền đến giọng của Việt đào, khương nương tử chủ tử ta thỉnh gặp. Khẽ mỉm cười, đào hoa cất kỹ đồ, đứng dậy ra cửa. Cố Hoài Nhu đứng trong sân, thấy đào hoa thì hành đại lễ. Ngươi làm gì vậy, đỡ nàng dậy, đào hoa, ngươi và ta cùng cấp, hành đại lễ là muốn hại chết ta sao? Nương tử người nhận nổi, cố Hoài Nhu cảm kích, nếu người không rộng lượng, không hiềm khích tương trợ, thiếp cũng không thể đứng đây. Cũng là một cô gái tốt, đào hoa vui mừng, cuối cùng không nhìn lầm nàng ta bị ma quỷ suối quấy làm điều sai trái trước mắt nhưng cuối cùng vẫn biết quay đầu là bờ cũng là chuyện tốt. Chúng ta vào nói chuyện, nàng nói, đứng đây không tiện nói chuyện. Cố Hoài Nhu vội gật đầu, đỡ nàng vào phòng. Nghe nói ra đi hải đường viện, Cố Hoài Nhu mím môi, không phải vì giúp ta, khiến nương tử đắc tội ra đây chứ. Đúng vậy, đào hoa gật đầu. Trong lòng nhảy dựng, Cố Hoài Nhu nhíu mày, việc này không tốt rồi. Không sao, thời gian rồi qua mau thôi. Đào hoa cười, sáng mai ra sẽ đến sủng hạnh ngươi. Sủng hạnh nàng, cố hoài nhu lắc đầu, thiếp vẫn đóng cửa tự suy ngẫm, làm sao có thể. Tướng phủ là địa bàn của hắn, hắn muốn đi đâu, thì liên quan gì đến việc ngươi đóng cửa viện. Đào hoa cười, cố đại nhân hiểu chuyện, ngươi sẽ được sủng không ít hơn so với tần thị. Cố hoài nhu sướng sờ, không hiểu lắm khúc mắt lợi ích của triều đình nhưng xem đào hoa đã tính trước hết mọi chuyện, nàng gật đầu, nếu ra có đến, ta sẽ thay ngươi nói ngọt hai câu. Không cần, đào hoa khoát tay, dính dáng đến ta sẽ không tốt, ngươi coi như không biết, hầu hả hắn tốt là được. Cố hoài nhu không hiểu nhìn nàng, hỏi, nương tử có phương pháp tự cứu mình sao? Không có, vì sao không cho ta nói giúp, cố thị nhíu mày, ngươi có thể cứu ta, sao không cứu mình? Thầy thuốc khó có thể tự cứu, Đào Hoa nhún vai, chỉ đành nhìn vận mệnh an bài. Chương 70. Nàng hoài nghi lời Khương Đào Hoa, liệu Đào Hoa có giấu giếm điều gì chăng? Dù sao Đào Hoa cũng thông minh và tài giỏi hơn cả Mai phu nhân, nên có thể nàng có lý do riêng. Nếu Khương Đào Hoa không muốn nói, nàng cũng không cần phải tiếp tục hỏi, dù sao mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Sau khi nói chuyện, Cố Hoài Nhu vẫn nhìn Khương Đào Hoa với ánh mắt tôn kính, không còn sự phòng bị và hiểu lầm như trước ánh mắt của cố hoài nhu quá chay bỏng đào hoa nhanh chóng nhận ra rằng cố hoài nhu thực sự kính phục nàng lần này lên thuyền nàng không để lại lối thoát nào mà hoàn toàn tin tưởng và đi theo đào hoa người hãy về nghỉ ngơi đi cố hoài nhu ân cần dặn dò khi tiễn đào hoa ra cửa khi thời kỳ cấm túc được dỡ bỏ ta nhất định sẽ đến tranh xuân các thăm ngươi được đào hoa gật đầu mỉm cười rồi cúi đầu chào sau đó cùng thanh đài rời đi xuân sắc rực rỡ bao trùm khắp hậu viện người qua lại cũng tấp nập hơn vừa bước vào vườn hoa đào hoa bắt gặp một nữ tử xa lạ đó là ai vậy thành đài đi theo đào hoa nhìn lướt qua rồi khẽ khàng có lẽ là đoàn nương tử mọi người trong phủ thường hay nhắc đến nàng bảo rằng nàng rất thích hoa tuy nhiên sức khỏe nàng không tốt lắm nên không thích giao tiếp nhiều đoàn nương tử ư đào hoa nhíu mày cố gắng nhớ lại danh sách những nữ tử trong phủ Đoàn Vân Tâm, một trong những nữ tử trong phủ, nàng đã từng nghe qua cái tên này, thầm tại giã ban đầu định lợi dụng nàng để khơi gợi sự ghen tị của hai nữ nhân khác nhằm tạo tranh giành cơ hội thị tầm. Một người là Mạnh Chăn Chăn, người còn lại là Đoàn Văn Tâm. Mạnh Chăn Chăn đã phản ứng vô cùng gay gắt, trực tiếp đến gặp Đào Hoa để bày tỏ sự bất mãn. Ngược lại, Đoàn Văn Tâm luôn giữ thái độ xa cách và thiếu thiện trí, liên tục né tránh việc chào hỏi Đào Hoa. Trong những lần gặp gỡ tại các buổi tụ tập, cả hai cũng không có nhiều tương tác dường như cố tình giữ khoảng cách có lẽ nàng không thích gây chuyện với người khác sau một hồi suy ngẫm đào hoa quyết định dẫn thanh đài đi vào hoa viên dù sao đoàn vân tâm cũng là người cùng chung phủ đệ việc chào hỏi là điều cần thiết để thể hiện sự lịch thiệp đoàn vân tâm dựa vào tay nha hoàn thong thả bước đi trong hoa viên vừa ngắm cảnh vừa thì thầm trò chuyện khi đào hoa đến gần vô tình nghe được đoạn sau mùa xuân rực rỡ Hoa cỏ trong vườn cũng mọc ôm tùm. Gia có chút dị ứng với hoa, khi về, người hãy mang bình thuốc mới làm đến cho ra. Nhà hoàn bên cạnh khẽ đáp, giọng nhỏ, đêm nay ra ở hải đường viện nghỉ ngơi. Vì kia tính tình không tốt, nên chúng ta có nên để ngày mai mang thuốc đến không ạ? À? Không sao, đoàn vân tâm khẽ nói, vì đây là thứ tốt cho ra, nên càng sớm đưa càng tốt. Hiện tại mạnh thị không có ở đây, tần nương tử cũng không chắc sẽ làm khó chúng ta nếu có chuyện gì xảy ra, ngươi chỉ cần xin lỗi và giải thích là được. Nghe vậy, đào hoa khựng lại, nấp sau hòn non bộ trong hoa viên. Chủ tử, thành đài hỏi nhỏ, có chuyện gì vậy? Họ đang nói chuyện, đi qua lúc này không hay lắm, đào hoa khẽ nói. Hơn nữa, ta nghe nói đoàn nương tử và mạnh thị từng là bạn tốt, nên việc này có thể khiến ta khó xử. Mạnh chăn chăn trước đây bị vu khống hãm hại khương nương tử sau khi sự thật về việc cố thị giả mang thai được phơi bày, mạnh ra gặp họa, nhưng thầm tại giã lại không hề giúp đỡ mạnh chăn chăn minh oan. Dù không liên quan trực tiếp, nhưng trong mắt bạn bè của mạnh chăn chăn, đào hoa vẫn bị xem là người có liên quan đến sự bất công này. Kế hoạch này coi như đã thành công mà không cần tốn một binh một tốt. Trở về thôi, đào hoa nói, nhìn theo bóng người đã khuất xa, trong phòng còn có chút điểm tâm chưa ăn xong. Dạ bầu không khí trong tranh xuân các trở nên tĩnh lặng. Đào hoa bước vào nhà, ngồi xuống, nhìn mâm điểm tâm trước mặt, rồi từ từ cầm lấy một miếng bánh và thưởng thức. Chắc hẳn thầm tại giã đang tận hưởng thú vui ở hải đường viện. Với bản tính của hắn, tần nương tử khó có thể đến lăng hàn viện thỉnh an vào ngày mai. Nói không chạy lòng là gượng ép, dù biết rằng con đường phía trước của nàng và thầm tại giã sẽ chẳng thể suôn sẻ, nhưng hiện tại họ vẫn đang ở bên nhau. Vậy mà sau khi ân ái cùng nàng, hắn lại quay sang người phụ nữ khác, điều này khiến Đào Hoa cảm thấy khó chịu. Không hẳn là ghen tuông, mà là một cảm giác thất vọng xen lẫn đắng cay. Thẩm Tại dã vốn là kẻ lạnh lùng, hậu viện của hắn đầy rẫy giai nhân, nhưng hắn chưa từng dành cho ai sự chân thành. Nói đuổi đi là đuổi đi, muốn hại là có thể hại. Vậy hắn rốt cuộc dùng tâm trạng gì để sủng ái những người phụ nữ ấy? Bóng tối dần bao trùm, thanh đài từ bên ngoài bước vào, khẽ khàng lên tiếng, thưa chủ tử, hải đường viện đã đốt đèn. Ánh đèn báo hiệu thời gian thì tầm đã đến, đào hoa gật đầu, khẽ ngáp rồi nằm xuống giường. Thanh đài lại tiến đến, cất tiếng, nô tỳ nghĩ rằng việc đoàn nương tử trò chuyện trong hoa viên hôm nay có thể khiến tần nương tử không hài lòng. Sao lại vậy? Đào hoa nhắm mắt hỏi, giọng điệu có chút hờ hững. Chỉ là đưa đồ thôi, có gì đáng để bận tâm? Nhưng thời điểm nàng ấy lựa chọn không thích hợp, Thanh Đài phân tích. Lúc này Hải Đường viện đang chuẩn bị cho việc thị tẩm, nên không ai quan tâm đến nha hoàn của nàng ấy. Việc đứng chờ bên ngoài quá lâu sẽ khiến tần nương tử không vui, ví dụ như việc hai con vẹt cùng tranh thức ăn vậy. Ví dụ của ngươi rất đúng, Đào Hoa khẽ cười, nhưng chuyện này cũng không liên quan gì đến chúng ta. Hãy để họ tự giải quyết, đã khuya rồi, ngươi cũng nên đi nghỉ sớm đi. Dạ bóng đêm bao trùm, phủ thừa tướng chìm trong tĩnh lặng như mọi đêm. Tuy nhiên, thầm tại giã lại khác với thường lệ, hắn không ở lại bên đường. Trong căn phòng tối đen, rèm cửa được kéo kín mít. Tiếng động vang lên khi có người thay thế thẩm tải giã sùng hạnh tân thị. Lúc này, hắn lặng lẽ bước đến sân nhỏ phía sau, nhíu mày hỏi có chuyện gì vậy. Chạm lô tiến đến, giọng nói nhỏ nhẹ, du vương suýt bị ám sát. Hoàng thượng đã triệu tập người vào cung suốt đêm để hỏi han tình hình, cảnh vương đang vô cùng lo lắng. Chỉ vì chuyện nhỏ này mà hắn cũng lo lắng sao? Thẩm tại giã cao mày, giọng nói đầy vẻ khinh miệt, trước kia ta quả thật đã đánh giá cao hắn qua mức. Cũng không thể trách cảnh vương được, hoàng thượng vô cùng lo lắng, rõ ràng là rất quan tâm đến du vương. Cảnh vương lo rằng du vương sẽ lợi dụng cơ hội này để củng cố vị thế. Người bên kia muốn ngài âm thầm đến đó để bàn bạc kế hoạch, tính toán xem sáng mai phải hành động thế nào. Thẩm tại giả khẽ mím môi, gật đầu nhẹ, buổi tối không ai biết hắn đi đâu, đây là cơ hội tốt để hành động. Hãy chuẩn bị mọi thứ cần thiết, cẩn thận đừng để ai phát hiện ra. Dạ, chạm lô bước ra khỏi phòng, cẩn thận quan sát xung quanh. Mọi người trong phủ đều đã nghỉ ngơi, không ai dám quấy dày tần ngương tử đang thị tầm. Sân nhỏ bên ngoài cũng hoàn toàn yên tĩnh, xác nhận mọi thứ an toàn, Chạm Lô yên tâm đi chuẩn bị ngựa xe, sau đó quay lại mời Thẩm Tại Dã ra cửa. Vào ban đêm, phủ thừa tướng thường vắng vẻ, không có người qua lại. Do đó, khi thầm Tại Dã và Chạm Lô rời đi, không ai hay biết. Nấp sau góc tường, Tiểu Nha Hoàn ôm bình thuốc trong tay, ngỡ ngàng nhìn thầm Tại Dã ra cửa, rồi lại hướng mắt về phía Hải Đường Viện. Nàng đã chờ đợi khá lâu, nhưng không hiểu sao người trong Hải Đường Viện lại không cho nàng vào nhớ đến lời dặn của chủ tử, nàng đành phải kiên nhẫn chờ đến canh ba khi thiên gia thức giấc. Bất ngờ thay, nàng lại chứng kiến cảnh tượng thầm tại giã ra ngoài. Khoảnh khắc ấy khiến nàng hoang mang tột độ, vẫn còn khá sớm, vậy tại sao ra lại đi ra ngoài vào lúc này? Sau một hồi suy ngẫm, tiểu nha hoàn quyết định nán lại đây để theo dõi, xem thầm tại giã sẽ trở về lúc nào. Đến canh ba, đào hoa bỗng dưng tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, nàng chăn chọc muốn ngủ tiếp nhưng không sao chập mắt được. Có lẽ vì đã ngủ quá nhiều ban ngày, đào hoa cảm thấy khó ngủ khi ở một mình. Lăn qua lăn lại mãi đến canh bốn mà vẫn không thể chìm vào giấc ngủ, đào hoa đành quyết định thức dậy, khoác áo choàng và đi ra ngoài dạo mát. Thanh đài vẫn say giấc nồng, ánh trăng sáng tỏ rọi khắp không gian, đào hoa hít thở sâu một hơi, mở cửa sân và bước về phía vườn hoa. Số phận con người vốn dĩ đã được an bài khương đào hoa vốn có giấc ngủ rất sâu hiếm khi thức giấc giữa đêm thế nhưng đêm nay lại là ngoại lệ nàng tỉnh dậy và quyết định ra ngoài đi dạo vô tình gặp thẩm tải giã vừa trở về từ bên ngoài tại cửa hông thẩm tải giã thường hạn chế đi lại vào ban đêm để đảm bảo an toàn hắn sẽ nghỉ ngơi trong sân của nữ nhân được sủng ái cho đến canh ba tuy nhiên tối nay có chuyện xảy ra khiến hắn buộc phải rời khỏi phủ do sự việc phức tạp hắn trở về vào canh bốn và tình cờ gặp đào hoa. Hai người nhìn nhau, ai cũng không hiểu đối phương đang làm gì. Tuy nhiên, thầm tại giã phản ứng nhanh hơn, hắn tiến lên kéo đào hoa vào bên cạnh cánh cửa nhỏ. Người đang làm gì ở đây vậy? Giọng thầm tại giã căng thẳng, nhìn chằm chằm đào hoa và gắt gỏng hỏi. Đào hoa khẽ run rẩy, nháy mắt liên tục và nói với vẻ vô tội, thiếp không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút. Người đang lừa ta sao? thầm tại giã nhíu mày, nghi ngờ hỏi, từ bao giờ mà nửa đêm ngươi lại thức giấc và đi ra ngoài? Hơn nữa, tại sao lại đi đến cửa hông? Đào hoa cảm thấy oan ức, vội vàng giải thích, thưa ra, từ tranh xuân các muốn đến vườn hoa thì phải đi qua cửa hông này à? Thẩm tại giã im lặng một lúc, rồi lắc đầu nói, ngươi, quả thật là một nữ nhân khó hiểu, khiến ta không thể tin tưởng hoàn toàn. Gia cũng khiến thiếp cảm thấy khó tin, nhờ bóng đêm che đậy Đào Hoa liếc mắt về phía thầm tại giã và hỏi, buổi tối, lẽ ra ngài nên ở hải đường viện chứ? Sao lại đi ra ngoài phủ? Chuyện đó không liên quan đến ngươi, thầm tại giã lạnh lùng nói, nhưng có một điều cần ghi nhớ. Việc ta ra ngoài phủ là bí mật, nếu dám tiết lộ cho bất kỳ ai, ngươi sẽ phải gánh chịu hậu quả. Đào Hoa dùng mình, bĩu môi, nhưng tần nương tử sẽ biết thôi. Việc đó không cần ngươi quan tâm, thầm tại giã nói, ta có cách để nàng ấy không biết. Tuy nhiên, nếu tin tức này bị dò gì, ta sẽ không tha cho ngươi. Thiếp hiểu, đào hoa bĩu môi, giơ hai tay lên thề, thiếp xin thề sẽ giữ bí mật cho ra. Thẩm tải giã nhìn sâu vào mắt nàng, gật đầu nhẹ, đừng khiến ta thất vọng về lòng tin dành cho ngươi. Già dạ yên tâm đi, đào hoa ngáp dài, đôi mắt dương dương, thiếp đang chằn chọc không ngủ, nhưng vừa nhìn thấy ngài, bỗng dưng lại cảm thấy buồn ngủ. Nếu không còn gì nữa, Tiếp xin phép quay về nghỉ ngơi. Ừ, thầm tại giã gật đầu, mở cửa và bước ra ngoài cùng với chạm lô. Hắn xài bước nhanh hơn đào hoa. Thật là kỳ quái. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.